Chào các bạn, mình là Tùng Sóc Sơn. Rất vui gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo về tự học thiết kế với CorelDRAW. Thì đầu bài hôm nay thì mình sẽ là chia sẻ với các bạn hiệu ứng blend trong CorelDRAW. Thì để làm sao để thiết kế ra được những cái hiệu ứng blend đây dạng như kiểu những cái hiệu ứng như này, đây, những hiệu ứng 3D dạng như kiểu như này. Thì là bài hôm nay thì là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể là tạo ra được những cái hiệu ứng. Đấy, áp dụng với cái hiệu ứng blend này để tạo ra những cái ứng dụng hấp dẫn đấy, cho những cái ấn phẩm hay là cho những cái thiết kế quảng cáo của các bạn. Thì để bắt đầu thì nào mời các bạn cùng khởi động phần mềm CorelDRAW các bạn đây. Đây CorelDRAW thì mình dùng bản X6. Đây là cái hiệu ứng blend mà mình ứng dụng để mình tạo ra những cái chữ như này và tạo ra những cái này, như này. Thì là để bắt đầu thì mình sẽ là xóa cái background đi để hướng dẫn cho các bạn. Ok, thì hiệu ứng blend nó nằm ở trong công cụ là nhóm công cụ blend tool. Này, blend tool thì hiệu ứng đầu tiên là blend. Thì để thao tác với blend như nào thì là các bạn là có thể thực hành với cái đầu tiên của các bạn là tạo ra một ngôi sao, tạo ra một ngôi sao đấy. Các bạn có thể là tô màu cho nó, mình tô cho nó màu đỏ đi, bỏ cái đường outline bên ngoài nó đi, bỏ đường viền đi. Ok, bây giờ mình sẽ là nhân ra thêm một đối tượng nữa, và đối tượng ngôi sao là mình sẽ cho nhỏ hơn, để cho nhỏ hơn đối tượng gốc ban đầu rồi. Ok, thế bây giờ mình sẽ là dùng cái hiệu ứng blend để đấy, tạo thêm nhiều đối tượng khác đến đối tượng này rồi. Ok, bây giờ mình sẽ là dùng hiệu ứng blend, chọn blend các bạn nhé, blend này, và các bạn kéo này, kéo từ đối tượng này. Đấy, kéo sang đối tượng này. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đấy, ngay lập tức thì là cái đối tượng các bạn đã được nhân chạy dài đấy, thành nhiều đối tượng khác. Đấy, cái số lượng đối tượng được nhân mặc định của nó là 20 các bạn nhé. Thì tùy theo mục đích của các bạn thì các bạn có thể là tăng giảm cái đối tượng này theo ý của mọi người. Và cái đối tượng này thì những cái đối tượng này các bạn cũng có thể là cho nó chạy dọc theo một cái hình nào đấy. Những hình các bạn vẽ đấy, một cái đường cong hoặc là một cái hình tròn. Bây giờ mình cho tất cả những ngôi sao từ lớn tới bé này chạy quanh một cái đường tròn này, đường tròn này. Thì đây các bạn chú ý thêm ở trên cái thanh tùy chọn nhé, của thanh của cái hiệu ứng blend này nhé, nó có những cái tùy chọn này. Đây là màu sắc này, đây các bạn chọn đây này, đấy thì nó sẽ chạy những cái màu sắc khác nhau theo cái bánh xe màu sắc này. Đấy, đây, cái bánh xe màu sắc đấy, và một số những hiệu ứng khác. Và ví dụ như mình vẽ một đường tròn này, mình vẽ một đường tròn Ctrl nhé để vẽ đường tròn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho cái ngôi sao này chạy quanh cái đường tròn này, thì là chạy bằng cách nào thì mình sẽ chọn vào hiệu ứng blend này, hiệu ứng blend này, và chọn lại đối tượng này. Đấy, chọn lại đối tượng và mình sẽ là nhìn lên thanh tùy chọn này, mình sẽ là chọn đối tượng, chọn vào lưu lưu path này. Đấy, lập tức thì nó sẽ xuất hiện ra mũi tên như này, thì các bạn là chỉ vào cái đường cái hình tròn này, các bạn làm lại nhé. Rồi, các bạn chỉ hình tròn. Đấy, thì lập tức cái ngôi sao của các bạn là nó đã được chạy vào trong hình tròn. Các bạn có thể là đấy, có thể cầm các bạn kéo đấy, di chuyển đấy, và một số những lệnh khác cũng như các bạn chọn đây. Các bạn có thể là chọn blend along full path này. Đấy thì nó sẽ chạy hết cái đường path của các bạn. Thì các bạn có thể là tăng giảm đấy, các cái hình ngôi sao có thể là giảm đi, chẳng hạn mình để là 15 chẳng hạn. Thì là những cái đối tượng mình đã được giảm đi để là 10 thôi chẳng hạn, thì những cái đối tượng của mình đã được giảm đi đấy. Thì các bạn có thể là tô màu cho nó tùy theo của các bạn, hoặc là không để nguyên đúng màu đấy, tùy theo ý của các bạn đấy. Đấy, từ to tới nhỏ đấy, và rất nhiều những cái hỗ trợ khác. Thì trong quá trình dẫn thì mình sẽ là giúp các bạn làm quen dần. Thì đấy là một cái hiệu ứng đơn giản. Cũng như bây giờ mình bỏ bỏ cái hình tròn này đi, thì bỏ cách nào, các bạn chuột phải vào nó này đấy, các bạn là phá nó đi nhé. Các bạn có thể là Ctrl K đấy, thì lúc này Ctrl K này phá cái đường các cái vùng chọn này các bạn nhé. Đấy, phá cái đối tượng đây thì mình sẽ tách từng đối tượng ra làm đôi đấy. Đấy, như này để chuẩn thì các bạn có thể là gộp các đối tượng mà kéo một đường Ctrl G nhé. Đấy thì mình đã được cái hình ngôi sao với cái hiệu ứng này chạy quanh cái hình tròn như này đấy. Thì là có thể là các bạn trong những cái thiết kế của các bạn có thể là dùng cái hiệu ứng này để mà các bạn là trang trí làm sao để cho nó hấp dẫn. Ví dụ như bây giờ mình có thể là vẽ vẽ thêm một cái nữa, ví dụ như mình vẽ một cái banner khuyến mại chẳng hạn,
mình vào cái banner sáp này, banner sáp này mình chọn đây, đấy, chọn cái hình sáp mà như mình mong muốn này. Đấy, đấy các bạn kéo kéo theo như thế nào các bạn muốn này, kéo này, mình đổi cho nó cái màu đỏ, mình bỏ cái đường, mình đổi cho nó màu đỏ này, mình bỏ cái đường viền của nó đi. Rồi bây giờ mình giữ shift để mình kéo vào trong nhé. À, mình nhấn chuột phải để nhân thêm một đối tượng nữa. Rồi bây giờ mình đổi cho cái đối tượng này màu vàng, và bây giờ mình sẽ áp dụng cái hiệu ứng blend này, áp dụng hiệu ứng blend và mình kéo, các bạn xem điều gì xảy ra nhé. Đấy thì các bạn là mình đã tạo thêm được một cái hiệu ứng này khá chi là bắt mắt hấp dẫn. Đây mình gộp nó vào Ctrl G để gộp nó vào chẳng hạn. Thế bây giờ mình viết chữ là Sài Gòn, à, này off chẳng hạn, off. Rồi, mình phóng lớn nó lên. Đấy, mình phóng lớn nó lên nha. Rồi, phóng lớn nó lên. Mình động, chọn cho nó một phông chữ khác chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, mình để vào đây. Có thể là cho nhỏ lại chút chẳng hạn. Đấy, hoặc là mình có thể là xoay cho nó, nhìn nó ra để cho nó hấp dẫn, tùy các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ nhân thêm một đối tượng nữa bằng cách là mình giữ chuột trái mình kéo và mình chuột vải này, thì mình nhân thêm một đối tượng. Thì đối tượng này thì mình có thể là đổ cho nó một cái màu nào đấy, ví dụ như mình đổ cho nó một màu trắng chẳng hạn nha. Bây giờ mình sẽ dùng công cụ blend đấy, kéo này. Rồi ok, thì như này các bạn đã được thêm một đối tượng nữa đấy. Các bạn nhìn, các bạn có thể là đổ cho nó những cái màu sắc đấy, những cái màu nào đấy mà các bạn là cảm giác là ổn nhất. Ctrl Z này. Đấy, tùy theo ý đồ của các bạn nha. Đấy, các bạn có thể là đổ cho nó cái màu sắc, rồi mình có thể là vẽ cho nó một cái khung, vẽ cho nó một cái khung ở đây, mình đổi cho nó cái màu đen. Đấy, cho nó chìm dưới, các bạn chuột phải vào này và mục order này, à, to back này, off page này, tìm tắt là Ctrl N. Đấy. Đấy. Thì như này thì mình đã thiết kế được ví dụ như những cái chương trình khuyến mại. Đấy, giảm giá của các bạn có thể dùng những cái hiệu ứng này để tạo ra những cái chữ, đấy, tạo ra những cái hình sáp làm sao để cho nó hấp dẫn, kích thích người mua hàng, kích thích người mua hàng. Đấy là tùy theo ý đồ của các bạn. Và các bạn có thể là dùng cái công cụ này để vẽ. Cũng như mình muốn vẽ hình chiếc lá chẳng hạn, vẽ hình chiếc lá để chạy quanh một đường cong. Đấy, cũng như là mình có thể là dùng hình tròn này, Ctrl này vẽ hình tròn này. Đấy, thêm một ví dụ cho các bạn đấy nhé. Đây, mình chọn hai hình này, mình dùng đây interact này để làm gì, để copy một cái đối tượng ở giữa nhân bản. Đấy, copy giữa cái đường giao nhau nó thêm một đối tượng, cảm giác nó giống hình chiếc lá mà. Đấy, thì mình bây giờ mình kéo cái tâm về dịch dưới chẳng hạn. Đấy, tâm về dịch dưới. Bây giờ mình xoay, mình nhân thêm một đối tượng nữa. Rồi, nhân thêm một đối tượng nữa, kéo một chút. Rồi. Này, mình xoay để cho nó thẳng hàng như này đây, cho nó dễ. Mình đổ cho nó một cái màu xanh đi, hình chiếc lá mà, màu xanh. Mình bỏ bỏ chọn cái đường outline của nó đi, chọn đây, đây low outline, bỏ cái đường chỗ viền chọn này, mình kéo nó dịch ra một chút này. Đấy, bây giờ mình sẽ nhân thêm một đối tượng nữa, nhân thêm một đối tượng nữa. Mình cho cái đối tượng này nó nhỏ lại. Rồi bây giờ mình sẽ gộp hai cái đối tượng này là một nhé, nó hòa là một. Thì các bạn dùng công cụ này đừng dùng G là Ctrl G nhé, gộp là Ctrl G nhé. Các bạn dùng quét này, quẹo để mà hợp nhất hai cái đối tượng này là một, quẹo. Đấy, giờ các bạn dùng cái blend này nhé, blend hiệu blend này. Các bạn kéo đấy thì các bạn thấy đấy, rất nhiều hình chữ lá nó đã được tạo ra. Đấy. Này bây giờ mình vẽ một đường cong, vẽ một đường cong, các bạn dùng pen này. Đấy, các bạn vẽ nhá. Rồi mình nhập, sorry, các bạn vẽ này, vẽ một đường cong này. Các bạn muốn này. Đấy, vẽ một cái đường cong là tùy theo ý của các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đưa cái hình chiếc lá này vào cái đường cong này, thì là mình sẽ chọn lại công cụ blend này và mình chọn lại cái đường lưu lưu path này và mình chỉ ở đây. Ok, thì các bạn thấy là ngay lập tức thì cái hình đấy, cái hình chiếc lá đã được đưa vào cái đường cong của mình. Và bây giờ mình sẽ là hiệu chỉnh cho cái chiếc lá này.
mình chọn là công cụ pick tool này, ok pick tool nhé, và các bạn kéo. Đấy, kéo cái lá của mình nè, mình trả lại cho nó. Ok, bây giờ các bạn kéo chiếc lá của mình lên. Các bạn kích đuốc vào một cái nữa rồi bạn xoay chiếc lá theo cái đấy, theo cái đường cong của mình ấy, để cảm giác nhìn cho nó thật nhé. Đấy, công cụ dưới này cũng thế. Các bạn kích đuốc vào, các bạn kéo. Các bạn có thể là giảm nó đi các bạn nhé. Giảm cái hình này, số lượng chiếc lá đi. Các bạn nào vào lại blend này. Đấy, chọn vào lại này. Lại blend nhé. Rồi các bạn giảm đi, giảm đi bao nhiêu này các bạn này cho là hợp lý thì các bạn giảm đi. Rồi mình vào lại công cụ pick tool này, mình kéo cái đối tượng này, nó dịch đây, kéo đối tượng. Mình kéo nó dịch lên. Rồi mình vẫn kích đốt tiếp này, mình xoay này. Rồi ok. Đấy, mình kéo. Đấy, các bạn có thể là tăng thêm số lượng lá tùy theo các bạn nhé. Đấy, các bạn muốn như nào thì là đều được hết, đều được hết. Đấy, thì các bạn là có thể là dùng thêm những cái lệnh. Các bạn có thể là dùng thêm những cái lệnh này, chờ một chút này xem nó này, dùng thêm đi. Bố nghe thấy con chào bố à? Bố chào con. Bố hiện không ở con đâu. Ui dồi ôi, con ơi, bố đang làm việc. Thôi con đi xuống nhà đi để bố làm nốt video nhá. Đi xuống nhà ấy, đừng lên đấy nhá. Và bây giờ các bạn có thể là hiệu chỉnh đấy, chiếc lá này nó bám quanh cái đường cong làm sao để cho nó hợp lý nhất, bằng cách là các bạn lại chọn lại công cụ blend này đấy. Các bạn là để hiệu chỉnh nó làm sao để cho nó phù hợp nhất này, các bạn có thể chọn vào công cụ này đấy, các bạn chọn công cụ này đấy, blend along full này, nó đều nha. Tiếp tục các bạn chọn vào này, chọn tiếp xuống nghe rotate on object này. Đấy, để cho nó căn đều, to nhỏ căn đều giống nhau nhá. Ok. Đấy, bây giờ mình có thể là mình đưa cái chiếc lá này dịch lên. Dịch lên nhá. Rồi ok. Có thể. Đấy, thì là tùy theo điều chỉnh của các bạn thôi. Bộ nhìn như này thì nó cũng không được thật lắm. Thì bây giờ mình sẽ là tạo cho cái cuống chân lá này nó to dần, to dần, to dần lên. Thế bằng cách nào? Thì mình sẽ là copy thêm một cái đường path này nữa, Ctrl C này và Ctrl V này. Đấy, thì các bạn đã copy thêm một cái đường path. Giờ các bạn chọn là công cụ này nhé, Analytics này, Media, các bạn chọn vào này. Các bạn chọn cho nó một cái nét này. Đấy, nét bút để các bạn vẽ, cái nét đường cong ấy, điểm đầu, điểm cuối. Các bạn nhìn xem cái nét nào nó phù hợp nhất thì các bạn chọn. Các bạn chọn vào. Thì đây bởi vì sao các bạn vẫn chưa nhìn thấy nó có sự thay đổi, bởi vì cái kích thước mình đang để là tương đối to. Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái này này. Mình điều chỉnh đây, đấy các bạn nhìn thấy nó đang to dần lên, mình cứ điều chỉnh này. Đấy thì các bạn nhìn thấy nó đã to hơn rồi. Rồi ok, thì bây giờ này cái chiều này đấy, chiều này nó phải ở bên dưới cơ. Bây giờ mình sẽ là lật lật lại cái chiều này. Thì lật bằng cách nào? Thì các bạn chọn đây nhá. Sáp này, nhóm công cụ sáp này. Đấy, các bạn chọn nhóm công cụ sáp nhá. Bạn chọn đây. Bạn chọn nó này, chọn vào sáp này. Chọn vào sáp này. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy thì như thế, các bạn chọn công cụ đấy nó đã lật lật cái cuống lá nó lật xuống dưới rồi. Bây giờ các bạn tô màu cho nó nhé. Các bạn giữ chuột trái vào cái màu,
xanh. Đấy, vừa các bạn tô màu cho nó. Đấy, thì các bạn đã nhìn thấy là đấy, cái cuống lá của mình được một cái đối tượng như này. Đấy, bây giờ các bạn có thể là chọn tất cả các đối tượng này, Ctrl G để gộp các đối tượng này với nhau. F4 để phóng to toàn màn hình. Đấy, như các bạn nhìn thấy là với một vài những cái thao tác đơn giản thì là các bạn đã tạo ra được đấy, một cái cuống lá dạng như kiểu như này. Đấy, với cái hiệu ứng blend, với cái hiệu ứng blend như này. Thì là mình hy vọng là với cái những cái hiệu ứng blend này sẽ giúp các bạn là tạo ra được rất nhiều những cái đối tượng khác nhau, rất nhiều những cái mẫu ứng dụng khác nhau để làm gì, để là phục vụ cho những cái nhu cầu công việc hay là những cái ý đồ thiết kế của các bạn trong vấn đề là trình bày ấn phẩm. Đấy, banner thiết kế các cái làm sao để cho nó ấn tượng và hấp dẫn nhất. Đấy, bài chia sẻ của mình xin được tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo. À, nếu các bạn thấy bài chia sẻ của mình hay và có ích, hãy giúp mình chia sẻ nó tới với bạn bè các bạn, và đừng quên đăng ký kênh của mình để luôn được cập nhật theo dõi những video hướng dẫn mới nhất từ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo.